Chào mừng các bạn đã quay trở lại với S News và hãy cùng với chúng mình cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày nhé. Mới đây thì một đoạn clip dài 5 phút được chia sẻ trên mạng xã hội ghi lại hành trình của một nhóm người, trong đó có một nhân vật nổi tiếng trên mạng xã hội là Hiếu Orion di chuyển lên khách sạn Panorama trên đèo Mã Pì Lèng gây xôn xao trong dư luận. Nguyên do là bởi vì bốn người đàn ông này đã cùng nhau khỏa thân di chuyển lên đèo vô cùng phản cảm. Mới đây, một nhân vật nổi tiếng có tên Hiếu Orion vừa chia sẻ đoạn clip dài 5 phút ghi lại một phần hành trình của nhóm trong chuyến tới đèo Mã Pì Lèng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Theo clip được đăng tải, nhóm có 4 người đàn ông cùng nhau khỏa thân, chạy xe máy dưới thời tiết khá lạnh ở Hà Giang để tới khách sạn Panorama trên đèo Mã Pì Lèng. Hành động lố lăng, phản cảm đến mức bậy bạ của nhóm người này đã trở thành tâm điểm lên án của người đi đường cũng như là cư dân mạng. Ngay sau khi những hình ảnh của Hiếu Orion được đăng tải, ngay lập tức làn sóng lên án của dân mạng đã bùng lên. Còn các nhân vật chính trong đoạn clip phản cảm cho rằng họ có hành động như vậy là muốn thể hiện việc bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng việc tự tung hô bảo vệ môi trường chỉ là cái cớ để nhóm người này thu hút sự chú ý của dư luận và cách hợp lý hóa hành động thô bỉ, bẩn thỉu, mất hết nhân cách của con người. Thậm chí có người còn nặng lời hơn khi cho rằng đây là những hành động vô học gây nhức mắt người đi đường và chứng tỏ nhóm người này không tôn trọng chính bản thân cũng như là những người xung quanh. Thậm chí là một số người còn đề nghị công an nhanh chóng vào cuộc để xử lý thật nặng hành động phản cảm của những người đàn ông này. Và ngay sau khi nắm bắt được thông tin này, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Giang cho biết, dự kiến là trong chiều nay, cơ quan chức năng của tỉnh sẽ tiến hành họp để xem xét, đánh giá những hình ảnh phản cảm này và xử lý theo đúng quy định. Những thông tin tiếp theo về sự việc này thì sẽ liên tục được cập nhật trong bản tin của S News. Đừng quên like và subscribe S News nhé.